Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Di Động. Và hiện tại chúng ta bên đây đó là chiếc loa Sonax R1. Thương hiệu loa này mới được ra mắt trong thời gian đây với rất là nhiều mức giá cũng như là sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng khác nhau. Và video này thì mình sẽ thử mổ xẻ cái chiếc loa này ra để xem thực hư cái chất lượng bên trong của nó có được hoàn thiện tốt hay không ha. Và sản phẩm này bên mình cũng đã review rất là chi tiết rồi. Nếu bạn nào mà muốn xem kỹ hơn có thể bấm vào đường link phía bên dưới, các bạn hãy xem lại video này ha. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Hiện tại thì loa Sonax đã được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với rất là nhiều mẫu mã cũng như mức giá hợp lý cho các bạn. Thì bạn nào quan tâm đến sản phẩm này có thể bấm vào đường link phía bên dưới phần mô tả để có thể đặt mua nha. Rồi thì bây giờ mình cũng sẽ mở hộp chiếc loa này ha. AV6. Rồi. Sách hướng dẫn. Rồi dây sạc. Đây, dây sạc cũng như dây kết nối ra ngoài nha. Rồi, đây là nhân vật chính của mình ngày hôm nay là Sonax R1. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối để thử xem kết nối được không ha. Ok, loa hoạt động ổn định ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở xẻ chiếc loa này ra. Mình sẽ dùng cái vật nhỏ này ha. Và các bạn lưu ý là video này sẽ dành cho bạn nào mà tấy máy như mình đây đó, để mở ra chiếc loa, cũng như là bạn nào mà muốn sửa chữa, tự sửa chữa cái chiếc loa này á, sẽ có hai bên vỏ như vậy đó, tháo một bên thì bên đây nó sẽ là mình sẽ tháo ốc ra ha. Rồi bên còn lại cũng như vậy luôn. Các lưu ý ha, mình đừng có tháo bằng cái vít nha các bạn. Đó, mình đừng tháo bằng vít, nó sẽ dễ bị chày xước cái phần ngàm này. Và đây nó sẽ có ba cái cành ngàm nè, thì mình tháo ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ vặn cái vít ra. Thì đây mình sẽ sử dụng đó là vít 4 chấu. Rồi sẽ vặn ra ha. Mỗi bên nó bao gồm mà đâu đó là tầm khoảng 6 con ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái phần nhựa, nhựa trong này nó sẽ giúp cho cái phần đèn led của nó được nổi bật hơn, cũng như được sáng hơn. Rồi cái phần này thì mình cũng sẽ nảy ra tiếp tới 3 lớp nữa các bạn ha. Đó. Rồi, đó các bạn nhìn kỹ ha. Logo chữ S. Đó. Còn đây là cái phần ron. Đó, ron kháng nước. Mình thấy là cái phần này nó khá là mỏng ha. Đây. Bởi cơ bản cái này là nó chuẩn EPS6 à, có nghĩa là khi mà nước mưa các bạn đi sử dụng mưa này kia cái nọ thì vẫn ok. Chứ còn mình hạn chế là không có ngâm xuống dưới nước các bạn. Hạn chế là không có ngâm hết nguyên cái loa xuống nước, nó sẽ ảnh hưởng tới loa. Còn kháng nước có nghĩa là các bạn EPS6 thì các bạn có thể đi mưa hoặc là lỡ dính nước dưới đây vẫn không có vấn đề gì hết. Đây là cái phần ron. Đó, thì khi mà mở ra một bên không, các bạn có thể thấy nè. Đó, toàn bộ bên trong luôn, đèn led nè, vân vân. Đó, tò mò đúng không nào? Mình tiếp tục tháo bên còn lại ha. Bạn nào mà em yêu khoa học thì có thể xem video này để mở ra nó dễ dàng hơn, chính xác hơn. Khi không biết thì các bạn sẽ nạy ra làm gãy ngàm của nó thì mình sẽ không có lắp lại được. Rồi, bị chen bên còn lại thôi. Cấu tạo bởi 3 miếng như vậy. Nên cũng rất là chắc chắn đúng không nào? Đó. Rồi, bên này cũng như vậy luôn ha. Cái phần ron, những lớp này nó mỏng thôi chứ nó không dày. Nhưng mà mình nghĩ cũng đủ để giúp cho cái việc kháng nước một cách nó tốt hơn. Sau khi mở xong hai bên rồi. Rồi bây giờ mình không biết làm gì luôn. Hả? Đồ chứ sau khi đã mở xong rồi thì các bạn sẽ tháo dây này ra, lật phía mặt đáy cái phần mà để mang miếng cao su nè. Rồi sẽ tháo phần cao su này ra. Mình có thể sử dụng cái dung dịch rã keo. Rồi một lớp. Rồi hai lớp. Đây. À, miếng keo thì đính miếng keo hai mặt thôi các bạn, không có vấn đề. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo bốn ốc này ra. Rồi sau khi mình đã tháo ra xong rồi thì các bạn sẽ thấy có đường giữa đây nè. Đó, đây là cái bộ phận giúp cho cái chiếc loa của mình nó đẹp hơn, đó là cái phần bố trí bằng vải nè. Đó, bây giờ mình sẽ tháo bộ phận này ra luôn thì các bạn sẽ thấy nó bên trong nó sẽ có nhiều ốc để mình có thể là mình tháo ra. Đây. Rất là nhẹ nhàng ha. Đó, rồi mở ra vậy luôn.
Đó. Rồi và phần logo thì nó cũng sẽ được gài trong đây rất là chắc chắn nha. Chứ đâu không phải là dán. Đó. Khá là ok ha. Ngoài bọc cái lớp vải ra thì bên trong còn có lớp nhựa nữa. Rồi thì cái bộ phận này nó sẽ giúp cho sản phẩm có thể là rơi rớt không bị ảnh hưởng, cũng như là về cái vấn đề mình cầm nắm một cách chắc chắn hơn. Rồi bây giờ sau khi đã mở ra xong rồi thì các bạn sẽ thấy nè, hai phần loa nằm mặt trước, rồi thêm phần loa nằm đây. Đó, rồi mặt sau nó sẽ là bao gồm những con ốc nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo tiếp những ốc trong đây ra. Rồi sau khi mở ra xong, bây giờ mình sẽ mở cái này ra ha. Và ở phần kết nối giữa hai cái nè, đó các bạn có thấy nó cũng được trang bị thêm một cái phần ròn để giúp cho cái việc kháng nước một cách nó tốt hơn. Nếu mà mình sẽ lấy cây này mình sẽ chọt vào. Bạn nào mà không có những cây mỏng mỏng như vậy thì có thể là kiếm những cái bìa cứng á, hạn chế mình lấy cái vít để mình làm nha. Rồi các bạn có thể thấy là hai bên nó sẽ có hai cái phần loa ha. Thì hai phần loa này công suất của nó thì là sản xuất tổng bố đó là 40W, thì tương đương mỗi bên là 20W các bạn. Nghe cũng rất ok. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nguồn và tháo từng cái dây ra để cho các bạn thấy được cái bộ mặt của nó nha. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra từ từ nha. Các bạn lưu ý là khi mà gỡ thì các bạn nên gỡ cái phần pin của nó trước để tránh ảnh hưởng tới cái sản phẩm. Bất cứ cái gì cũng vậy, phải gỡ pin nó ra. Phần keo họ dán rất là chắc các bạn. Không phải là keo dán theo dạng keo 502 nha. Dán theo dạng keo có thể gỡ ra được. Đây. Đó, keo rất là dẻo. Rồi và bây giờ mình sẽ gỡ hai cái đầu loa ra ha. Hai dây loa. Thì hai dây loa này cũng được dán keo cũng khá là chắc. À, mình thấy ở đây có cái đầu nè. À, mình gỡ hai bên đầu này cũng được. Gỡ trước nha. Rồi, một bên. Nó còn lại như vậy luôn. Đó. À, đây là hai dây đèn. Đó, xíu nữa mình tháo cái đèn ra luôn. Là sẽ tháo cái dây điều khiển. Đây, cái dây điều khiển nằm đây nè. Đây. Đó. Kéo ra thôi. Bạn kéo nhẹ ra thôi ha. Rồi, cuối cùng mới là hai cái dây loa nè. Hai dây loa hai bên. Cũng dán keo. Đây. Bạn thấy nè, keo màu vàng nè. Đó, rất là chắc chắn luôn á. Tại vì khi mà dán keo này thì nó sẽ đỡ cái trường hợp ví dụ như các bạn bị rơi rớt loa, nó bị xúc dây ra. Khi kéo lên các bạn cũng nên gỡ đều hai bên hoặc lắc lắc như vậy. Đó. Đây. Rồi, các bạn hãy nhìn cụ thể ha. Đây là hai cái dây đèn. Hai đèn LED nha. Rồi, đây là cục pin ron. Đó, ron làm đều hai bên. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo hết ra luôn cho các bạn thấy nó rõ hơn. Đó. Một sợi dây LED. Hai sợi dây LED. Rồi, đây là cục pin. Và mình để ý là ở đây những sợi dây điện nó đều được bọc, đó là một cái lớp mút nha. Đó, tất cả dây điện đều được bọc cái lớp mút hết trên đây. Thì mình thì không phải là chuyên gia nên mình cũng không có rành về cái vấn đề bọc mút để cho sản phẩm nó nghe nhạc nó hay hơn hay như thế nào. Thì bạn nào mà biết thì có thể là comment chia sẻ bên dưới ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ba con ốc ở đây để mình xem cái bo mạch. Hiện tại thì mình cảm thấy bo mạch nhìn rất là đẹp nha. Đây, cục pin này có hai dây nha các bạn. Thì tháo ra đằng sau nó sẽ là một cái ổ để mình có thể gắn thẻ nhớ nè. Rồi một cái cổng để cắm dấp 2.5 để truyền nhạc qua nè. Rồi một cổng sạc nè. Rồi, nó đều được có cái miếng để mình có thể là giúp cho cái việc hạn chế nước vào. Đó, cái ron. Rồi bây giờ mình cũng tháo cục pin ra luôn. Và các bạn có thể thấy nè, đó, viền pin cũng khá là đẹp ha. Thì mình sẽ tháo cái lớp màu đen này ra. Thì viền pin ở đây đó là viền pin dạng là 18650. Đó, nó sẽ làm thành một cái cell. Và tổng công suất của viền pin này đó là 4000mAh. Thì tương đương một viên có thể là khoảng 2000. Để cho các bạn nhìn rõ hơn. Bạn nào mà chuyên về pin thì có thể nhìn vào mình có thể biết được cái pin nó như thế nào. Rồi và nếu bạn nào muốn độ thêm pin thì mình nghĩ chắc vẫn được. Hoặc là
các bạn muốn thay thế trong trường hợp là pin nó bị chai á, các bạn có thể chủ động thay thế cái viên pin này vẫn được luôn, chứ nó không có quá khó tìm trên thị trường đâu. Ở đây trực tiếp cái bo mạch của chiếc loa Sonax R1 này, thì bạn nhìn có thể đánh giá xem cái bo mạch này nó ok không. Thì theo cá nhân mình thì làm khá đẹp á. Rồi, thì bạn đánh giá như thế nào? Comment phía bên dưới ha. Rồi, phần loa, hai dãy đèn LED ở hai bên. Thì để mà tháo cái dây đèn LED này ra cũng đơn giản, các bạn chỉ cần tháo hai cái vít này rút ra là xong. Rồi, bên đây cũng như vậy ha. Bây giờ mình tháo nó hết đi, kết nối thử với loa xem sao ha. Rồi, mở luôn. Rồi, đây là mấy phần nút bấm nè. Đó, cái nút bấm nó cũng được trang bị thêm mấy cái lót ở trong này, bấm cho nó nảy hơn, nó êm hơn. Nè, đèn. Rồi, tháo ra luôn. Hey. Rồi, về phần loa này thì nó đang được hàng bởi hai mối hàng khá là dày nha. Rất là chắc chắn luôn nè. Đó. Bây giờ mình không có tháo được cái phần này. Không tháo ra cái... bởi vì nó được đính bởi cái phần G ở đây. Và nếu các bạn nhìn ở đây thì các bạn có thể thấy là cái phần G khúc này á, nó đang được hàng bằng hai mối hàng rất là dày. Đây, rất là dày luôn. Thì việc này nó sẽ giúp cho cái việc kết nối được chắc chắn hơn, cũng như là bền hơn. Đây là toàn bộ của chiếc loa Sonax R1 mà mình đã mổ ra cho các bạn xem. Rồi thì cá nhân mình đánh giá đối với chiếc loa Sonax R1 này thì cái độ hoàn thiện của sản phẩm này rất là tốt. Về dây nè, cũng như về những mối hàng các bạn nhìn nè, có thể rất là chắc chắn. Và bo mạch nó nhìn cũng đẹp đẽ sạch sẽ. Đặc biệt là đối với những cái phần điển hình như là cái dắt cắm á, của loa nè, của pin nè, nó đều dán một miếng keo đó, rất là chắc chắn khi mà mình sử dụng, nếu có rơi rớt này kia cũng không bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề này đó. Đây là một cái điều mà mình đánh giá khá là cao ở trên thương hiệu loa Sonax này. Và như vậy là mình đã vừa tháo cũng như là lắp cái chiếc loa Sonax R1 này rồi. Bây giờ mình sẽ thử nghe lại một lần nữa nha. Đó. Thì không biết các bạn thấy như thế nào về sản phẩm đến từ thương hiệu Sonax này, có thể comment chia sẻ bên dưới. Và đường link sản phẩm thì mình cũng để bên dưới phần mô tả, các bạn nếu quan tâm nên đặt mua tại Thế Giới Động ha. Nếu thấy video này hay hữu ích thì đừng ngại ngùng cho mình một like, share và subscribe kênh để xem nhiều nội dung thú vị hơn ở trên kênh ha. Xin chào các bạn.